Điểm đến của hành trình là những công trình kiến trúc nằm trong khuôn viên khu nghỉ dưỡng này. Chương trình tham quan biệt thự cổ được xây dựng để du khách không lưu trú tại đây vẫn có thể đến để tìm hiểu những công trình kiến trúc đã gắn liền với quá trình phát triển của Đà Lạt. Khu biệt thự Anamandara Villas Đà Lạt bao gồm 17 biệt thự cổ được xây dựng bởi những quan chức, những tầng lớp thượng lưu của Pháp để nhằm nghỉ dưỡng vào mùa hè. Chủ nhân của nó nhằm mục đích xây dựng để mô phỏng lại những cái ngôi nhà của chính họ ở từng cái vùng miền của nước Pháp. Cho nên là tất cả những biệt thự đều có kiến trúc khác nhau, không có biệt thự nào giống biệt thự nào cả. Được xây dựng từ hàng trăm năm trước, số lượng biệt thự Pháp tại Đà Lạt hiện còn khá nhiều. Tuy nhiên, không phải khu vực nào, những căn biệt thự cổ cũng được trùng tu và bảo vệ khá nguyên vẹn như ở đây. Cái công trình, những cái kiến trúc nó vẫn còn giữ nguyên vẹn á, kể cả bên trong hay bên ngoài. Cho nên mình cảm giác nó rất là tự nhiên, nó hoài cổ. Đến nay, bên cạnh các công trình kiến trúc lớn, thì hệ thống biệt thự Pháp cổ ở Đà Lạt đã góp phần quan trọng tạo nên nét đặc trưng hấp dẫn của thành phố, để Đà Lạt luôn hiện lên như một thành phố nghỉ dưỡng với cảnh quan thiên nhiên, kiến trúc độc đáo.